Chào mọi người đã quay lại với channel mình. Hôm nay mình sẽ review dự án ICO. Dự án này tên là Thinkwin. Dự án này họ sẽ chuyên về nền tảng là thương mại đa tài sản trên blockchain. Cái dự án này sẽ kết hợp các công nghệ lại một ngân hàng của công nghệ blockchain. Cách họ giao dịch toàn cầu, họ xử lý những giao dịch toàn cầu bị kẹt trong quá khứ, các môi giới trực tuyến hoặc là cách mạng hóa việc kinh doanh bằng cách kết nối các nhà bán lẻ với các thị trường này, đều hoạt động thông qua một mạng lưới các trung gian cấp này. Dự án này cũng được nhiều trang web ICO đánh giá như là Check ICO và Back ICO được đánh giá rất cao. Axiomos họ giải quyết những cái vấn đề là trung gian này, tham gia thương mại toàn cầu này, giải quyết các mô hình môi giới truyền thông này có thể ảnh hưởng đến việc định giá và thực hiện thương mại này. Công nghệ nó giải quyết công nghệ ngoài trời này dẫn đến thiếu linh tính linh hoạt này, quỹ họ giải quyết quỹ thương nhân rủi ro này không chuyển tiền cho người trung gian này, họ sẽ tạo ra một cái channel connect sẽ mang lại giao dịch cho tương lai, mang tập họ đặt nhiều tài chính đa tài dẫn đến sự phát triển của mạng lưới kinh doanh tiên tiến này, sẽ thay đổi kinh doanh công nghệ về mã này. Dựa trên blockchain là Channel Connect sẽ cho phép thương nhân giao dịch bất kỳ tài sản này, tài chính ngay lập tức về không có trung gian này. Đấy, như kiểu một Channel Connect này họ sẽ tạo ra chính của giải pháp của Channel Connect có thể giảm thua công nghệ. Channel Connect sẽ kết hợp các nhà giao dịch với một hố giao dịch kỹ thuật này, số toàn cầu nơi hoa hồng duy nhất được trả phí là kết nối nơi các nhà giao dịch nhận được phần thưởng để đổi lấy thanh toán trong hệ thống này. Cách cạnh tranh thông minh của công nghệ tiên tiến trong Trader Connect sẽ dẫn đến mạng lưới với mức độ linh hoạt mà thị trường chưa từng được thấy trước đó này. Họ sẽ vận tải đầy đủ trên blockchain này, những người tham gia blockchain sẽ có toàn quyền truy cập và kiểm soát trực tuyến và tài sản của họ, mỗi hợp đồng có thể xác minh trên mạng và tự động giải quyết này. Ứng dụng của họ sẽ là Trader Connect MVP trên các cửa hàng ứng dụng này. Để thực hiện bộ của họ, họ sẽ ra một ứng dụng Trader Connect có thể tải sẵn App Store và có Google Play. Có Thinkwin này sẽ đã được họp báo ở và được ở Hồ Chí Minh và được rất nhiều chuyên gia quan tâm này. Thinkwin là một mã thông báo dịch vụ trên nền tảng Trader Connect này. Và bằng cách mua thẻ Thinkwin, bạn có thể tham gia ở Brace ICO và ICO. Không chỉ bạn đang tham gia một cái mạng hóa này, bạn có thể thông qua mua ra ICO ở trang web của họ. Giai đoạn ICO của họ sẽ giảm 45%. Đây là phân phối mã thông báo của họ. Thinkwin là họ tổng cung là 500 triệu này. 500 triệu token và tổng phân bố của họ là 300 triệu. Hard cap của họ là 30 triệu đô. Soft cap của họ là 5 triệu đô. Tiền tệ được chấp nhận của họ là BTC, ETH, BCH, LTC và một số đồ phi pháp. Bản sơ đồ phân phối token của họ. Đây là Brace của họ sẽ chi cho 40% này. Brace ICO họ 30% là ICO sẽ là 30%. Đây là những cái chương trình của họ đây. Những cái cuộc họp báo của họ. Mọi người có thể tham gia và xem chi tiết hơn. Đây là lộ trình của họ. Lộ trình của họ bắt đầu từ tháng 4 2018 và hiện tại là đang cập nhật ứng dụng Trader Connect cho ví Thinkwin này để lưu cái token này, Thinkwin này. Đây là đang hiện tại dự án đang bán token với mức chiết khấu là 45% bonus. Đây là những đội ngũ của họ. Đội ngũ của họ đây là giám đốc của họ đây, mọi người có thể xem vào nhóm để xem chi tiết hơn. Đây là blog của Thinkwin, mọi người đây blog Thinkwin sẽ thay đổi. Dự án này cũng đang có chương trình party, mọi người có thể mình sẽ để link ở dưới, mọi người có thể tham gia. Cảm ơn mọi người theo dõi channel của mình, chúc mọi người thành